Chào mừng quý vị đã quay trở lại hành trình khám phá lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, người xưa có câu, thời thế tạo anh hùng, cho nên những thời đại biến cố như là Xuân Thu Chiến Quốc, Hán Sở Tranh Hùng, Tam Quốc Loạn Thế đều được đánh giá là giai đoạn sản sinh ra nhiều chiến tướng thiên tài. Đặc biệt vào thời Tam Quốc đã có một anh hùng hào kiệt được đánh giá là anh tài xuất chúng, vượt mặt cả Tào Mạnh Đức, khiến tướng quân Việt Đổng Trác phải kinh hồn khiếp vía. Thậm chí ông đã cho thiên hạ thấy rằng thế nào là anh hùng, thế nào là một quân thần mẫu mực. Quý vị có đoán ra đó là anh hùng hào kiệt nào trong thời đại Tam Quốc không ạ? Hãy cùng lịch sử Trung Quốc giải mã trong video ngày hôm nay nhé! Vị tướng tài giỏi, văn võ song toàn khiến Đổng Trác khiếp sợ mà chúng tôi muốn nhắc đến chính là Tôn Kiên. Tôn Kiên đã xuất hiện trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung từ hồi 1 đến hồi 7. Do muốn đề cao phe Lưu Bị, La Quán Trung mô tả Tôn Kiên bị Hoa Hùng đánh bại và quy công giết Hoa Hùng cho Quan Vũ, quy công uy hiếp Đổng Trác ở Lạc Dương do ba anh em Lưu Bị đại chiến với Lã Bố. Tôn Kiên sinh năm 155, mất năm 191. Tự Văn Đài là một vị tướng quân tài giỏi trong lịch sử Trung Hoa. Ông đã đặt nền móng xây dựng nên nhà Đông Ngô vào thời Tam Quốc. Đương thời Tôn Kiên là tướng nhà Hán và tham gia cuộc chiến chống quyền thần Đổng Trác. Tuy nhiên, trong liên quân chống Đổng Trác, chỉ có hai người thật lòng muốn đánh Đổng Trác, trừ hại cho thiên hạ là Tôn Kiên và Tào Tháo. Nhưng hai người này cũng gặp không ít gian nan. Nếu như Tào Tháo hô hào không được ai hưởng ứng, xuất kế đánh địch không có ai ủng hộ, bị đám chư hầu chỉ biết nói suông kia làm cho tức chết, thì Tôn Kiên cũng không khá hơn. Ông bị đám người cùng trận tuyến khinh thường, coi rẻ, không cấp quân lương, không hỗ trợ. Thế nhưng cách mà Tào, Tôn phản ứng lại cũng khác nhau. Tào Tháo nói không ai nghe cũng không biết làm sao, thua trận thì quay về căn cứ. Còn Tôn Kiên thua thì phải đánh cho thắng mới dừng. Kẻ nào không chịu hỗ trợ, không chịu phối hợp thì phê bình nghiêm khắc, thậm chí tiêu diệt. Tôn Kiên càng đánh càng dũng mãnh, Đổng Trác thấy thành thế Tôn Kiên lớn mạnh rất lo lắng, lại sai tướng là Lý Thôi đến xin kết thân, sắp đặt con em của Tôn Kiên giữ chức thứ sử, quận thú, hứa sẽ dâng biểu xin dùng họ. Tôn Kiên thẳng thừng từ chối, rồi đem quân đến Đại Cốc đánh Lạc Dương 90 dặm. Đổng Trác thấy Tôn Kiên áp sát kinh thành, bèn đích thân ra trận, giao chiến với Tôn Kiên một trận, nhưng bị đánh bại. Sau đó, Đổng Trác cưỡng bức hàng trăm vạn dân Lạc Dương bỏ kinh thành về Trường An. Trước khi đi, Đổng Trác hạ lệnh đốt cháy cung thất ở Lạc Dương, đào bới hết lăng mộ, lấy vật báu. Tôn Kiên tiếp quản Lạc Dương, ông ra lệnh cho quân sĩ quét dọn tông miếu nhà Hán và cúng tế. Trong phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010, khi đóng quân ở Lạc Dương, Tôn Kiên tìm được ngọc tỷ truyền quốc của nhà Hán vốn thất lạc. Sau khi có ngọc tỷ, Tôn Kiên giấu mang về căn cứ để lập nghiệp riêng. Việc đó bị Viên Thiệu phát hiện. Thiệu đòi ngọc tỷ nhưng Tôn Kiên chối rằng mình không bắt được ngọc tỷ. Thiệu bèn viết thư cho Lưu Biểu, xui chặn đường ông về Giang Đông, bắt nộp ngọc tỷ. Cuối cùng, Tôn Kiên bị mắc mưu Lưu Biểu nên khi trên đường qua sông đã bị phục kích trúng tên mà chết. Tuy nhiên, cái chết của Tôn Kiên theo mô tả của sử sách và La Quán Trung lại không phải như vậy. Theo sử liệu, Lưu Biểu làm thứ sử Kinh Châu giáp địa bàn với Viên Thuật. Năm 191, Viên Thuật lại sai Tôn Kiên mang quân đánh Lưu Biểu. Xung đột giữa hai bên bùng nổ, quân Tôn Kiên từ Dự Châu kéo tới Tương Dương. Lưu Biểu sai Hoàng Tổ mang quân ra địch. Hoàng Tổ mang quân sang sông Hán Thủy, đóng ở đất Phàn, đất Đặng đón đánh Tôn Kiên. Tôn Kiên giao tranh đánh bại Hoàng Tổ. Hoàng Tổ phải vượt sông bỏ chạy, rút về thành Tương Dương cùng Lưu Biểu. Tôn Kiên sang sông đuổi theo, bao vây thành Tương Dương thuộc Nam Quận. Lưu Biểu và Hoàng Tổ đóng cửa thành cố thủ. Ban đêm, Hoàng Tổ theo lệnh của Lưu Biểu bí mật ra khỏi thành, thu thập quân sĩ chạy tản mát. Hoàng Tổ thu thập được một số quân, quay trở lại thành thì đụng độ với Tôn Kiên. Hai bên giao tranh một trận nữa, Hoàng Tổ lại bị Tôn Kiên đánh bại một lần nữa, phải dẫn quân bỏ chạy. Tôn Kiên mang quân đuổi theo. Khi Hoàng Tổ chạy đến Hiệp Sơn thì Tôn Kiên đuổi kịp. Hoàng Tổ rút quân vào trú trong rừng trúc, đợi Tôn Kiên đánh đuổi lại gần, bèn lệnh bắn xa. Bộ tướng của Hoàng Tổ nấp trong rừng trúc bắn tên trúng Tôn Kiên. Tôn Kiên vì vết thương do tên bắn mà tử trận. Năm đó Tôn Kiên mới 37 tuổi. Còn theo sách Anh Hùng ký chép, cái chết của Tôn Kiên hơi khác. Theo đó, người giết chết Tôn Kiên là Lã Công chứ không phải Hoàng Tổ.
tướng của Lưu Biểu là Lã Công đem quân men núi đến chỗ Tôn Kiên. Tôn Kiên đem kỵ binh theo núi đánh Lã Công. Quân Lão Công ném đá xuống, trúng đầu Tôn Kiên, não lồi ra mà chết. Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Tôn Kiên đi đánh Lưu Biểu không phải vì theo lệnh của Viên Thuật mà vì báo thù riêng với Lưu Biểu. Trước đó khi tiến vào Lạc Dương, Tôn Kiên bắt được Ngọc Tỷ truyền quốc nên có ý đồ làm hoàng đế, tự ý rút khỏi liên minh đánh Đồng Trác. Về căn cứ lập nghiệp riêng, Viên Thiệu phát hiện Tôn Kiên có Ngọc Tỷ, bèn viết thư cho Lưu Biểu, sai chặn đường Tôn Kiên. Lưu Biểu nghe lời Viên Thiệu bèn mang quân chặn đường, hai bên xô sát một trận. Tôn Kiên tuy đánh lui được Lưu Biểu để thoát thân, nhưng từ đó rất căm thù Lưu Biểu. Vì vậy, Tôn Kiên quyết tâm báo thù, tự khởi binh đi đánh. Lưu Biểu thua trận co về thành cố thủ. Là Quán Trung hư cấu việc Tôn Sách bắt sống được Hoàng Tổ. Tôn Kiên cầm quân vây Lưu Biểu. Đoạn kết về cái chết của Tôn Kiên được La Quán Trung dựa theo sách Anh Hùng Ký. Sau khi Tôn Kiên, Tôn Sách mang Hoàng Tổ đổi lấy xác ông về chôn cất. Quý vị thân mến, thời đại Tam Quốc là giai đoạn cực kỳ sôi động, biến cố sởn rập, người tải lớp lớp. Giữa loạn thế, có người tìm được lý tưởng, có người thu được chiến công, có người chiếm được danh vọng, cũng có người đánh mất tất cả. Thật đúng là, ở đời muôn sự hơn chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi. Vậy Tôn Kiên có phải là một vị anh hùng hào kiệt trong lịch sử hay không? Và nếu như đây là sự thật, thì một bậc hảo hán thì đối thủ đáng gờm nhất của vị võ tướng này là ai? Xin mời quý vị hãy cùng lịch sử Trung Quốc quay ngược thời gian để cùng tìm hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của vị tướng này. Dẹp Khăn Vàng, An Lương Châu, Định Trường Sa, Bình Kim Nam. Thời Đông Hán, thế tộc lũng loạn quan trường, người ta ra làm quan là nhờ vào quan hệ và tiến cử, cho nên dòng dõi là thứ tài sản quý giá nhất, mà danh tiếng là thứ vốn liếng quan trọng nhất. Nhờ danh tiếng tích lũy được trong hơn 10 năm làm quan ở địa phương, đến năm Trung Bình thứ nhất, 189, Tôn Kiên được Chu Tuấn, một trong ba tướng lĩnh chủ chốt chống Khăn Vàng, sau Hoàng Phủ Tung và Lư Thực tiến cử làm tá quân Tư Mã để cùng tham gia bình định loạn Khăn Vàng. Một người ôm đầy hoài bão như Tôn Văn Đài bước ra chiến trường, chẳng khác nào rồng ra biển lớn, thỏa sức vùng vẫy. Triều đình Hán mạt suy yếu, quân đội chính quy ít ỏi vô cùng, nhờ uy tín có được sau nhiều năm làm quan, Tôn Kiên bèn mộ thêm các thương lữ và tinh binh ở vùng Hoài, Tứ, gom lại được hơn 1.000 người. Lại được những người trẻ tuổi ở quê quán đều nguyện đi theo. Cầm số quân không tính là nhiều này, Kiên từ vùng Hoài Tứ đánh thẳng đến Nhữ Nam, Dĩnh Xuyên khiến cho giặc phải khốn quẫn, chạy và giữ Uyển Thành. Tại mặt trận Nam Dương, Kiên lại càng uy dũng đi đầu ba quân, đích thân đảm đương một mặt, trèo lên thành xông vào trước, binh sĩ bám theo như đàn kiến, sau khùng đại phá quân giặc. Chiến công này giúp Kiên được thăng làm biệt bộ Tư Mã, cũng giúp ghi lại ấn tượng tốt trong lòng giới quân đội Đông Hán. Bởi thế nên 2 năm sau, 189, khi Biên Chương, Hàn Toại làm loạn ở Lương Châu và người phụ trách đánh dẹp là Đồng Trác thất bại, lúc này Trác mới chỉ là trung lang tướng, thì Sa Kỵ tướng quân Trương Ôn đã quyết định dâng biểu xin cho Kiên giúp tham mưu việc quân, hỗ trợ mình ở chiến trường phía Tây. Mà sau chiến dịch đó, Tôn Kiên cũng được chọn đi bình định quân phản loạn của Khu Tinh ở Trường Sa. Chỉ trong một tháng dẹp yên Khu Tinh, Tôn Kiên cũng tiêu diệt nốt phản quân Chu Chiêu, Quách Thạch ở Linh Hăng, Quế Dương cạnh đó, hoàn toàn an định xong ba quân Kinh Nam, tức phía Nam Kinh Châu. Giai đoạn này, Tôn Kiên quả thật là vị phúc tướng của Đông Hán, cần mẫn siêng năng, hễ gọi là đi, đánh khắp từ khu vực Trung Nguyên lên đến biên cương phía Tây, lại chạy về Bình Định phía Nam, mà hễ đánh là toàn thắng. Khắc tinh của Đồng Trác, lập vô số quân công trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, Tôn Kiên được thăng làm thái thú Trường Sa, chính thức bước vào hàng ngũ những nhân vật có thực lực trong thiên hạ khi ấy. Nhưng cái mà Tôn Kiên lấy được không phải chỉ có chức tước hoặc địa bàn mà còn là danh vọng và sự tôn trọng. Và kẻ mà Tôn Kiên đối đầu không chỉ có giặc cướp hay phản quân mà còn là một quân phiệt trong tương lai sẽ hoành hành điên đảo, Đồng Trác. Sau loạn Lương Châu, Biên Chương, Hàn Toại, nghe đại quân đến, bè đảng tự tan, đều xin hàng, dư luận trong triều đình cho rằng quân chưa lâm địch, không thể định công ban thưởng. Thế nhưng uy tín của Tôn Kiên vẫn tăng vùn vụt, đó là vì hành động kẻ tội Đồng Trác. Trước khi Trương Ôn và Tôn Kiên đến Lương Châu, Đồng Trác đối với phản quân Biên Chương, Hàn Toại không thể hiện được gì nhiều. Khi đại quân của Trương Ôn đến hỗ trợ, thái độ của Đồng Trác cũng không lấy gì làm vui vẻ.
thậm chí còn chậm chạp, rất lâu sau mới đến báo cáo quân tình. Đối với một người đầy nhiệt huyết, nghiêm túc và có trách nhiệm như Tôn Kiên, đây là điều không thể chấp nhận. Kiên đã vạch ra ba tội đáng chém đầu của đồng Trác. Trác khinh mạn vô lễ với người trên, không coi cấp trên, Trương Ôn ra gì. Trác tiến binh chỉ trệ, ngăn cản quân lính trình phạt phản nghịch, có dấu hiệu không muốn đánh, làm dao động quân tâm. Trương Toại cứng đầu ngang ngược nhiều năm, đáng ra phải kịp thời đánh dẹp, mà Trác nói là chưa nên, lại cản trở quân binh làm mọi người nghi hoặc. Trác vâng mệnh nhận trách nhiệm mà không có công, ứng mệnh Triệu thì danh rằng chậm chế, lại nghênh ngang tự kiêu. Dù Trương Ôn e ngại danh tiếng của đồng Trác ở Lương Châu quá lớn nên không ra tay, nhưng chuyện Tôn Kiên vạch tội đồng Trác đã khiến cho triều đình chẳng ai không tán thưởng. Sau này, khi đồng Trác làm loạn triều cương, quan viên triều đình nhớ lại chuyện này, ắt hẳn phải rất tiếc nuối vì không sớm diệt trừ một mầm loạn dẫu cho đã có người mắt sáng giúp chỉ ra mầm loạn đó. Nhưng chắc chắn là đồng Trác cũng không vui vẻ gì khi có một kẻ địch như Tôn Kiên. Không chỉ bị vạch tội, sau khi liên quân phạt đồng hình thành, Tôn Kiên cũng chính là đối thủ đáng sợ nhất của đồng Trác. Trong liên quân Quan Đông, chỉ có hai người thật lòng muốn phạt đồng là Tôn Kiên và Tào Tháo. Nếu như Tào Tháo đánh đầu thua đó là bại tướng của Từ Vinh, thì các kiêu tướng của Trác như Hồ Trần, Lữ Bố, Hoa Hùng lại đều thất thủ trước Tôn Kiên. Mà Hoa Hùng cũng là do Tôn Kiên tiêu diệt, chứ không phải bị Quan Vũ chém đầu như Tam Quốc Diễn Nghĩa từng kể. Chính miệng đồng Trác cũng phải thừa nhận dù miễn cưỡng rằng quân Quan Đông bị thua mấy lần rồi đều phải úy kỵ Trác chứ không thể làm được gì. Chỉ riêng có Tôn Kiên là cũng hơi có tài dùng người. Đại đề cái kiến giải của hắn tương đồng với cô. Úy kỵ cái dũng mãnh tráng liệt của Kiên, đồng Trác đã phái Lý Thôi đến xin cầu hòa và kết thân với Tôn Kiên, cho Kiên sắp xếp con em thân sơ của mình vào các chức thứ sử, quận thú, hứa sẽ dâng biểu bổ dụng họ. Đây quả là cơ hội tốt nếu muốn gia tăng lực lượng, tăng cường phe cánh cho bản thân và gia tộc. Nhưng không may cho họ đồng vì Tôn Kiên không phải loại người như vậy. Lời tuyên bố của Kiên đã nói lên tất cả. Trác trái trời vô đạo, khuất lật vương thất, nay không giết được ba họ nhà hắn để bố cáo thiên hạ, thì ta chết không nhắm mắt, há lại cùng hắn hòa thân sao? Quý vị thân mến, cuộc chiến với đồng Trác đã giúp nâng tầm vóc của Tôn Kiên lên hàng một năng thần. Tham gia liên quân phạt đồng, Tôn Kiên đã cho cả thiên hạ thấy rằng thế nào mới là một trung thần mẫu mực, thế nào mới là một thần tử đúng nghĩa. Đó cũng là lúc nền móng cho một thế lực mới tại Giang Đông dần được định hình. Quý vị nghĩ sao về nhân vật Tôn Kiên? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!